Toàn huyện Vũ Quang hiện có hơn 2.500 hội viên cựu chiến binh để phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng lan tỏa sâu rộng. Các cấp hội đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất, tín chấp cho hội viên vay vốn ưu đãi của ngân hàng, tạo điều kiện để các hội viên đầu tư kinh doanh, sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 370 mô hình kinh tế trang trại, gia trại, kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, Tạo việc làm cho trên 500 lao động địa phương, nhờ sản xuất kinh doanh có hiệu quả nên tỷ lệ hội viên nghèo giảm chỉ còn 1,45%, đời sống vật chất tinh thần hội viên ngày càng được nâng lên.